Hello, chào mừng cô chú chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo kênh Út Phương Vlog nha. Hôm nay Phương ghé lại chỗ bán của má Novi ở 245 đường Trần Quý, quận 11 của chú chị. Chia sẻ một vài hình ảnh ở điểm bán của má Novi trưa hôm nay nha. Qua năm mới hôm nay Phương mới ghé lại chỗ bán của má Novi nha cô chú chị. Mà không ngờ hôm nay là ngày rằm tháng giêng, chỗ của má Novi bán đồ chay nha cô chú chị. Nay rất là nhiều người ta đi ăn chay luôn, rằm lớn. Nãy giờ đi vòng vòng tìm chỗ quay thì rất là nhiều chỗ người ta nghỉ bán, người ta không có bán. Hôm nay ngày chay, chỗ của má Nuôi ngày bán được chay, có bún mì xào, hủ tiếu, cháo, mấy món luôn nha cô chú chị. Đây, bún mì xào, hủ tiếu, rồi hủ tiếu hấp dẫn quá à. Rồi có đậu hủ, có giống như bò viên cái nè, cái tủ đồ ăn, có chả giò nữa. Mình chia cái nồi cháo chay nha, cháo chay ở đây cực kỳ ngon. Hình như nay Phương thấy thiếu một món cà ri chay, hình như nay là thiếu cà ri chay hả má? Hủ tiếu anh bữa nay không có bắt cà ri, tự bắt cà ri mặn rồi. Này hủ tiếu chay không có cà ri. Rồi xong chưa? Hủ tiếu chay, cháo nữa là xong. Để em làm cháo, em làm cái cháo. Bữa giờ bán rồi mấy ngày rồi má? Ồ, vậy là bán bữa mùng 6 rồi. Hết giờ thấy không? Này cô dưới này người ta ăn chay dữ lắm nha. Chị nào nói chị này trước, là người nào cũng chưa trước hết. Trong bàn ngồi 6 người, 8 người trước luôn. Giờ ai cũng nói trước hết rồi biết bán chay. Hủ tiếu chay là hấp dẫn à. Qua đây quay của chú chị xem. Qua đường ngồi đi giúp đi, cái cô đó đi rồi đó. Bữa nay quán cà phê nghỉ hết rồi chứ không. Nay nghỉ hết trơn á, sao nhiều chỗ đóng cửa quá ha. Nay là ngày Tết Nguyên Tiêu của chú chị. Sáng con đọc báo con thấy là Tết Nguyên Tiêu ở dưới khu vực của người Hoa ở Tết Nguyên Tiêu. Còn lắm nhiều chứ chị, quá trời nóng như này luôn. Còn cái mì mì xào đấy này đâu thấy rồi, mì xào này, cháo nè, cháo chay này cực kỳ ngon luôn á. Phương có ăn một lần rồi nha cô chú chị. Đây hoành thánh chiên nè nè, khách vô hết trời hết chỗ ngồi. Giá đúng không má? Bữa nay không bán cà phê nha, bữa nay chị bán nước gà trắng nha. Rồi một cái hủ tiếu. Đủ chưa, đủ chưa? Đâu, ở đây, cái này, cái bún mì xào. Nó chảo nước nha má. Anh Thắng ơi, ngon một xíu nữa, miếng nước vàng đây là làm cho chị bún mà cháu chi hối quá nè. Có một cái không giá là một cái bánh gạo. Ở đó cháo nha, cái nồi nhỏ cháo á. Luôn một xíu ra mặn hơn cho chị nghe chị nói mình cũng chờ á. Alo. Thấy cái lò này nó nóng rồi cô chú chị. Thấy cái lò là hấp dẫn. Hủ tiếu mì nó là cái bún mì xào nó cháo. Thank you.
Bỏ chả dưới à. Bút hết cái đặt rồi chút xíu còn không nghe à. Bốn phần không ăn Quỳnh Thắng đó. Bỏ giá bán bỏ biết ý thích ăn cái gì, chị nào ăn cái gì, ăn cái gì. Để tôi cho mẹ thôi. Ở ngoài đường bên quận 6, quận 11 hôm nay tôi thấy đường nó vắng lắm nha quý vị. Nó là vắng xe luôn á, không biết người ta đi chơi hay lễ hội hay đi chùa gì không biết nữa. Vắng như Tết vậy cả nhà. Mấy cái quận khác thì nó đông xe nhưng mà mấy cái quận 5, quận 6, quận 11 nó là vắng xe luôn. Tấp nập. Ai vô cũng muốn trước á. Đường đâu làm. Chắc chúng ăn cháo rồi nha. Cháo hấp dẫn hủ tiếu ăn hoài. Cháo. Thì trung bình là 25-30 ngàn phần như quý vị. Tủ này thì có chả giò, chả giò chứ, chả giò chay luôn nha cả nhà. Tiền của anh này nhiêu vậy?
thứ mì nước. Nó thì mất đi làm khô nữa. Rồi, như kêu đồng khô trí tử. Bỏ rồi ăn. Đây nè, bỏ ra, cái này là còi, cũng tiếng quỳ trên bàn đây. Mốt dùm cho các em nhỏ, thịt cháo dùm đây anh. Thịt cháo. Thịt cháo phải không? Rồi, xong chơi. Bịch cháo nè. Quà Tết bán đông lắm mà má. Má bịch cháo em làm rồi. Bịch cháo thêm một bịch nữa. Lúc nào bán đông. Quà Tết xong mà thấy chỗ nào bán đông khách vậy. Nghỉ thời gian người ta không ăn nó tôi thèm á. Lên hoài à. Này má lên hoài. Lên hoài cái gì? Lên hoài hả? Ờ, lên hoài à. Rồi, thêm một cái lên TV luôn nha. Lên TV luôn. Nó bỏ một con nó rơm đảo ha, nó rơm to kìa. Nhiêu muốn mỹ nhiêu vậy? 325. Cái đó. Cái bún mì xào đang về phải không? Còn bên đường là mấy tô kìa. Xong rồi đó. Muốn là ở trong bàn à. À không, cái đó là bên đường đó, lấy đồ ăn trong nồi, ba tô một lượt. Ai bưng qua bỏ được hết, bỏ hết phần đó nha. Cho bỏ được. Của chú đang làm cho chú à. Tại cái gì nữa. Đang phải bỏ cái khẩu trang này để quay phim nó thấy vui nhan chứ phải không? Có chả giò vậy? Có, còn ở dưới đây rồi. Có chả giò rồi chú. Có chả giò, chả giò má ở dưới đây chút. Chỉ tâm. Ở dưới còn bịch nữa. Chả bá là chả giò sao dịch cho tiếng Anh cũng được. Đây đây, nè, đó. Đợt chả giò tao lớn ra gì chả bá. Chả bá. Bởi vì mấy người Mỹ về nó cái nhà bên kia, nhà nó đi xuống đường, nó cái nhà chả bá. Thôi cho cái câu đó ai cũng nói hả? Nhà lớn nó nhà chà bá, nhà lớn nhà to không đó ha. Nó nhà chà bá. Ở bên đường bên đây là 80 nha con. Bên ba người bên đây là 80 nha. Hai tô không giá. Ông mua gì hả? Hai tô không giá hả cô? Hấp giờ nữa đó.
Đông quá thôi mua về ăn cho nó thoải mái.